Kính chào bà con và các bạn, chỉ còn khoảng 2 tuần nữa là chúng ta sẽ đón Tết Nguyên Đán Quý Mão. Thời điểm này bà con nông dân cũng đang gấp rút hoàn thành nốt những giai đoạn chăm sóc cuối trong năm để kịp thu hoạch mùa Tết. Chương trình hôm nay sẽ cập nhật những thông tin đáng chú ý trong thời điểm hiện tại. Bà con và các bạn có thể theo dõi lại các thông tin đã phát sóng trên trang web lamdongtv.vn hoặc fanpage Truyền hình Lâm Đồng. Bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua một số thông tin mà bà con và các bạn không nên bỏ lỡ. Độc đáo loài hoa phải cắm nước nóng mới tươi lộc. Phúc bụng tử đen cận Tết giá tăng. Giá gạo tăng cao, xuất khẩu gạo của Việt Nam vượt qua Thái Lan và Ấn Độ. Kinh nghiệm canh tác sầu riêng của lão nông ở Di Linh mỗi năm thu lời chục tỷ đồng. Thưa bà con và các bạn, thông thường thì chúng ta mua hoa về và cắm ở nước nhiệt độ thường hoặc là nước ấm với một số loại hoa cần nở nhanh. Tuy nhiên có một loại hoa rất đặc biệt đã được trồng thành công ở Đà Lạt, phải cắm nước sôi thì hoa mới nở và tươi lâu. Và đây chính là loài hoa chuông đặc biệt đó. Loại hoa này đã được trồng thành công tại Đà Lạt và được bán hàng khắp nơi rất ưa chuộng. Vườn hoa Sĩ Lâm ở phường 11, thành phố Đà Lạt thử nghiệm trồng hoa chuông hơn một năm nay rất thành công. Trên diện tích 500m2 với 4 màu hoa là chuông trắng, chuông hồng nhạt, hồng đậm và tím. Được biết sau khi trồng khoảng 3 tháng là cây sẽ cho thu hoạch, người trồng sẽ nhổ toàn bộ cây bó thành từng bó 5 cành, bán với giá tại vườn từ 70 đến 80 ngàn đồng một bó. Điều đặc biệt của hoa chuông mà ít người biết tới là ngay sau khi thu hoạch xong, hoa phải được cắm vào nước nóng 50 độ để giữ được độ tươi và bền hoa. Hiện hoa chuông đang rất hút hàng trên thị trường và được các shop hoa lớn tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ là chủ yếu. Hơn chục năm qua, thương hiệu Phúc Bụng Tử Huỳnh Trung Quân ở xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng đã trở nên nổi tiếng với bà con nông dân quanh vùng và người tiêu dùng trên cả nước. Các sản phẩm từ loại trái cây này đã làm nên thương hiệu Phúc Bụng Tử của ông. Và không dừng lại ở việc phát triển một loại phúc bụng tử, ông đã trồng 1 hectare phúc bụng tử đen trong nhà lưới với hiệu quả khá cao. Thời điểm cận Tết, phúc bụng tử đen đang được bán với giá 160.000 đồng một ký. Nếu như phúc bụng tử đỏ phải hơn 300 trái mới được 1 kg, thì loại phúc bụng tử đen này có trọng lượng gấp 3 lần, chỉ từ 80 đến 90 trái đã được 1 kg. Vì thế, theo anh Quân, loại cây ăn trái này trồng rất có lợi. Sau hơn 2 năm trồng, trang trại này đang thu hoạch năng suất cao nhất mỗi buổi sáng từ 70 đến 80 kg phúc bụng tử đen, rồi phân loại, đóng gói khoảng 50% sản lượng, chuyển ngay đến các đầu mối, phân phối cho người tiêu dùng trong nước. 50% sản lượng còn lại đưa vào chế biến tại chỗ với các sản phẩm rượu vang, nước cốt, mứt, mật. Hiện trang trại đang bán ra với mức giá bình quân 100.000 đồng 1 kg. Thời điểm cận Tết, mức giá tăng lên khoảng 160.000 đồng 1 kg. Hạch toán, nếu bán hết 100% sản lượng trái tươi phúc bụng tử đen với giá tại vườn 100.000 đồng 1 kg, trừ tất cả mọi chi phí đầu tư, vật tư, giống, công chăm sóc, trang trại thu nhanh lợi nhuận với hơn 1,5 tỷ đồng một hecta một năm. Tận dụng lợi thế về khí hậu thổ nhưỡng, thời gian sinh trưởng ngắn, nhu cầu của thị trường lớn, nhiều nông dân trên địa bàn xã Roman, huyện Nam Rông đã và đang lựa chọn mở rộng diện tích với cây dứa để thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Hiện nay dứa được trồng rải rác ở nhiều nơi nhưng tập trung ở Roman là chủ yếu. Nếu so sánh giá trị thu lại với chi phí chăm sóc đầu tư thì cây dứa mang lại hiệu quả khá cao. Hội nông dân đang tuyên truyền vận động bà con mở rộng diện tích. Khu vườn khoảng 6 sào này trước đây trồng cà phê. Tuy nhiên do thu nhập thấp, từ năm 2021 tới nay, gia đình ông Boniai Ba ở thôn 1, xã Roman, huyện Đam Rông mạnh dạn chuyển sang trồng dứa. Nhờ thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp nên cây dứa phát triển nhanh, cho quả to đều và thơm ngon. Bình quân một sào dứa đạt khoảng 600 kg quả, với giá bán từ 6 đến 8 ngàn đồng một ký. Sau khi trừ chi phí, mảnh vườn mang về nguồn thu cho ông Iba khoảng 200 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với cây cà phê. Theo Chủ tịch Hội Nông dân xã Roman, diện tích cây dứa tăng nhanh từ năm 2018. Sau khi nhận thấy hiệu quả và tiềm năng từ cây dứa, Hội Nông dân cũng vận động bà con chuyển đổi từ diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dứa. Từ tháng 5 năm 2021, trên địa bàn đã thành lập tổ hợp tác dứa Roman gồm 15 thành viên với diện tích 22 hectare, trong đó có 15,6 hectare đã cho thu hoạch ổn định. Cùng ở Đam Rông, nhờ tìm hướng đi mới bằng việc sản xuất cà phê khép kín từ khâu trồng chăm sóc, thu hái và chế biến thành sản phẩm xuất ra thị trường, anh Đoàn Nguyên Giáp ở xã Linh Sơn đã từng bước tạo dựng được sản phẩm mang thương hiệu Pilobusta.
Không chỉ sản xuất chế biến, anh còn liên kết nông hộ để tạo dựng nên vùng nguyên liệu cà phê đạt chuẩn, cung cấp đến người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất. Đoàn Nguyên Giáp đã từ bỏ công việc ở thành phố sau khi tốt nghiệp đại học để trở về vùng sâu vùng xa huyện Nam Rông, liên kết với nông dân cùng sản xuất và chế biến cà phê. Hơn 5 năm qua, không chỉ tạo ra thương hiệu cà phê Pilobusta đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao, xuất khẩu đi nhiều nước như Mỹ, Nga, Hàn Quốc, mà thông qua chuỗi liên kết sản xuất, anh còn giúp chuyển giao kỹ thuật sản xuất và thu mua nông sản đầu ra cho hàng trăm nông hộ với giá cao hơn mặt bằng giá thị trường. Ngoài ra, Đoàn Nguyên Giáp cùng cộng sự của mình còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động với mức thu nhập ổn định từ 5 tới 7 triệu đồng một tháng. Hiện các hộ nông dân đã dần hiểu ra giá trị cao của cà phê mình làm ra, không còn chạy theo sản lượng mà chú trọng vào việc cho ra loại cà phê đặc biệt, có giá trị cao, hương vị độc đáo, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân. Là một trong những vùng chuyên canh thanh long lớn, hiện nay nông dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã và đang tích cực chăm sóc được trái bán vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và xong đèn để xử lý thanh long ra hoa trái vụ, chuẩn bị hàng hóa cho thị trường rằm tháng Giêng năm 2023. Hiện giá thanh long Tiền Giang được thương lái thu mua ở mức cao gấp 3 lần so với thời điểm cách đây khoảng 1 tháng, giúp người trồng phấn khởi và thu được lợi nhuận cao. Giá thanh long đang tăng mạnh trong những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, thậm chí nhiều nơi giá đã tăng gấp 3 lần. Xuất khẩu thuận lợi, thanh long được dự báo sẽ trở lại vị thế trái cây tỷ đô. Tại thủ phủ Thanh Long Bình Thuận, giá thanh long cũng tăng mạnh. Cụ thể, thanh long ruột trắng loại 1 có giá từ 13 đến 15 ngàn đồng một ký, thanh long ruột đỏ có giá từ 35 ngàn đến 37 ngàn đồng một ký. Nguyên nhân khiến giá thanh long tăng cao là bởi loại trái cây này bước vào vụ nghịch, sản lượng giảm trong khi xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đang thuận lợi hơn rất nhiều. Xuất khẩu bất ngờ vượt mục tiêu gần 1 triệu tấn, giá bán vượt qua đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Ấn Độ đã giúp cho ngành lúa gạo Việt có một năm thắng đậm, thu về 3,49 tỷ đô la Mỹ. Những thị trường khó tính như châu Âu, Hàn Quốc, Úc, Trung Đông đang rất chuộng các loại gạo chất lượng cao của Việt Nam, đơn hàng liên tục được ký mới. Giá bán gạo xuất khẩu vượt qua đối thủ cạnh tranh Thái Lan và Ấn Độ giúp ngành lúa gạo Việt có một năm thắng đậm, thu về 3,49 tỷ đô la Mỹ. Doanh nghiệp đang tới tấp chốt đơn hàng xuất khẩu cho năm 2023. Không chỉ tăng cả sản lượng và giá trị, hạt gạo Việt ngày càng chiếm lĩnh đa dạng thị trường. Trong đó, các thị trường khó tính khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đặc biệt, xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ tăng 85%, thị trường EU tăng 82%. Với 7.000 gốc sầu riêng, mỗi năm cho thu hoạch từ 350 đến 400 tấn, đã mang lại cho gia đình lão nông Vũ Văn Bằng ở thôn 12 xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Ông Bằng cũng được coi là nông dân sở hữu nhiều diện tích sầu riêng trồng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng khi đang canh tác hơn 30 hectare đất nông nghiệp. Và ngay bây giờ, mời bà con và các bạn hãy cùng gặp gỡ lão nông này và cùng tìm hiểu bí quyết giúp ông có thể canh tác trên một diện tích rộng, mang lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Năm 2007, ông Bằng mới bắt đầu bỏ cà phê để trồng hoàn toàn sầu riêng. Trước đó, nhiều người trong vùng trồng sầu riêng hạt không hiệu quả nên đốn bỏ, còn ông thì lại chặt bỏ cà phê để trồng sầu riêng. Ông cho biết do đã trồng thử nghiệm sầu riêng hạt thực sinh ghép với giống sầu riêng Monthon thì thấy hiệu quả. Tính kỹ, mỗi hecta sầu riêng có thể bằng 10 hecta cà phê, trong khi một lao động có thể làm từ 2 đến 3 hecta sầu riêng, nhưng với cà phê phải cần tới cả chục người mới làm nổi. Đó là chưa kể, lao động cà phê khó tìm vì khắp nơi đều cần, trong khi gọi lao động sầu riêng thì cực dễ vì thời điểm, thời vụ khác với cà phê. Ông Bằng dần dần mở rộng diện tích sang trồng sầu riêng. Đến nay, ông trồng hết 17 hecta sầu riêng tại thôn 1 xã Hòa Nam và hơn 13 hecta tại xã Hòa Bắc, huyện Di Linh, nâng tổng số diện tích lên trên 30 hecta. Cái điều đầu tiên là phải làm đúng lúc. Quan trọng nhất, bất cứ một cái việc gì không được cây sầu riêng, cứ phải làm đúng lúc là thành công. Chứ còn nếu mà làm coi cái việc làm trước đi, làm sau và sau làm trước thì là không thành công. Đấy, cho nên là quan trọng nhất là phải làm đúng lúc. Đấy, rồi thế là phải có một tí kiến thức về nông nghiệp, rồi thì mình phải là điều hành công nữa, nó phải chuẩn. Chứ cái người mà lại không biết làm việc này, điều người việc làm việc khác không được. Cái người làm cái gì nó chuyên thì nó dễ hơn. Nó người ta gọi là cái cây vua đấy, cái cây ăn trái là cây vua đấy, vì nó là cái cây nhiệt đới, nên là nó không phải chỗ nào cũng làm được nó, nên là nó nhanh chóng thay đổi. Mình có thể mình tưởng tượng, mình cứ suy luận ra, nếu mà đạt phần trăm thấp cho nữa vẫn cứ đạt. Ví dụ mình tính là có nhiều người bảo tôi sẽ trồng 1 hectare là 40 tấn, nhưng mà tôi chỉ cần 20 tấn là cũng được rồi.
Đấy, cho nên là đấy là mình cứ nói xuông xuông vậy thôi. Nhưng mà cái cây sầu riêng ấy thì nó có cái hay cái là nó không như cái loại cây khác. Một là nhiệt đới, cái vùng chỉ có vùng mình, vùng gần đường Xí Đạo mới trồng được, thứ nhất. Cái thứ hai là bây giờ nó còn có như thế là cấp đông nữa. Đấy, có thể để lúc nào giá cao mình bán. Đấy, cho nên là có người làm bằng này, người làm bằng khác. Ví dụ như người này chưa có nhà có đông thì bán cho người khác. Thế là tự nhiên thế là nó thúc đẩy liên kết với nhau. Thế nó ảnh hưởng nhau. Ví dụ như thế là bên kia người ta làm cấp đông, người ta bán giá cao thì người ta sẽ phải mua mình giá cao thôi, chứ không có lo như các loại cây khác. Bình quân mỗi cây sầu riêng cho thu hoạch khoảng hơn 100 kg một cây, cá biệt có nhiều cây cho thu hoạch khoảng 200 kg. Mỗi vụ ông Bằng thu 400 tấn sầu riêng, giá bán ổn định hàng năm bởi ông ký hợp đồng tiêu thụ với mỗi hàng. Cứ tới mùa là họ sẽ cho xe và công nhân tới tự cắt, tự vận chuyển. Sau khi thu hoạch, ông cho cắt tỉa, rửa vườn, dọn sạch sẽ tàn dư để chuẩn bị cho vụ mùa tiếp theo. Điểm đặc biệt của vùng đất Di Linh là sầu riêng cho ra trái trễ hơn so với các vùng khác, thường vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm nên không lo đầu ra. Thì nếu mà mình muốn cho ra trái thì gọi là trái vụ, tức ra sau, cái nứa sau đấy thì thường đắt hơn cái nứa, có giá hơn cái nứa trước. Thì thường nứa trước, một lý do của nó là cái nhược điểm của nó là nó ra không đều. Đấy, thì mình vứt sớm đi, đấy, trước Tết chừng khoảng nửa tháng. Thì bắt đầu từ đấy bắt đầu ra đồng loạt một loạt, thì lúc bây giờ là muộn. Muộn thì công nó về với tất cả lái buôn là nhốn nháo rồi, thì giá cả tự nhiên nó nâng lên. Với số lượng người ta đến người ta cắt nhiều. Còn nếu mà mình cho nó đứa đầu thì có khi thế là cái nứa to bự, cái nứa thì cái quả bé ăn còn nó hút nhau, thì nó ảnh hưởng. Đấy, cái loại ra trước thì nó hút hết cái loại ra sau. Thế là cái loại ra trước thì là loại 2, loại 3. Còn loại đầu tiên, loại thứ 2 thì thứ 3 thì ra sau thì nó là loại 1. Cho nên là mình thường thường tôi cứ làm đồng loạt luôn. Cái khâu tỉa nụ là khâu quan trọng nhất. Nói chung là tỉa tót của nó là quan trọng, hoặc là tỉa cành thế này vậy. Theo ông Bằng, sầu riêng không sợ cỗi, chết nếu biết chăm bón, nuôi cây cho đúng. Hiện toàn bộ vườn cây ăn quả của gia đình ông đều được chăm sóc theo quy trình an toàn sinh học, bón phân hợp lý. Nhờ đó, sản phẩm làm ra được khách hàng tin dùng và đến tận vườn đặt mua với giá cao. Năm nay, sản lượng sầu riêng tiếp tục tăng. Ông dự kiến sẽ không bán cho một nơi nữa mà sẽ ký hợp đồng với 3 đơn vị để thu hoạch cho kịp mùa vụ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý khán giả và bà con muốn chia sẻ thông tin với chúng tôi, xin gửi email về địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc gọi điện về số quen thuộc 02633-829-930. Đến đây thì Thanh Hải và Kiều Anh xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại bà con và các bạn trong chương trình tiếp theo.